Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay em có một cái bình trông không có họa tiết gì mọi người ạ. Rất đơn giản nhưng mà mình lại thấy là cái đẹp của nó vẽ như này, như kiểu là núi non trùng điệp với mọi người. Đấy, nó họa tiết nó chỉ được như này thôi mọi người. Hàng này là hàng của Cutany, chuẩn Cutany luôn mọi người nhé. Chuyện mộc đầy đủ. Nhưng mà mình thấy lạ lạ thì mình cứ mua về mình xem, quay lên xem có ai lấy không. Đây mọi người, đấy, chuyện Cutany luôn nhá, hàng Cutany. Cái hàng này thì mình nghĩ là hàng mới chứ không phải là hàng hàng lâu đời đâu mọi người. Mình nghĩ là cái này là hàng mới. Đây, mình đo miệng của nó này, miệng của nó là 13,5 mọi người nhé. Chiều cao của cái bình này là 25 mọi người ạ. Chiều cao 25. Chiều cao của bình 25 này, xem vòng bụng nó bao nhiêu nào. Mọi người, vòng bụng của nó là 80 mọi người nhé. Đúng tròn 80 luôn. Đấy. Trông cũng đẹp chứ phải không mọi người? Mình thì mình thấy đẹp thì mình lấy về thôi. Còn biết đâu là có những bạn nào ưng cái kiểu mẫu trơn như này thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Thông tin liên hệ của mình là mọi người hãy liên hệ qua Zalo của mình theo số điện thoại là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người cứ liên hệ theo cái số đấy xong rồi gọi cho mình chốt hàng, mình sẽ gửi về cho các bạn nhé mọi người nhá. À, đây mọi người, còn mọi người cứ yên tâm mình làm hàng thì mọi người cứ yên tâm mọi người nhá. Mọi người khi mọi người chuyển tiền mình sẽ hàng chắc chắn sẽ về đến nhà mọi người nhé mọi người nhá. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhá.